Tỷ phú Elon Musk gặp Chúa và lời khải thị quý giá trong giai đoạn tiếp theo của nhân loại. Thưa quý vị, tỷ phú Elon Musk, người giàu nhất hành tinh hiện nay, gần đây cho biết mình đã có một trải nghiệm đáng kinh ngạc khi lần đầu gặp Chúa và được Ngài khải thị cho những điều vô cùng quý giá. Cuộc gặp này, theo Elon Musk, đã thay đổi hoàn toàn thế giới quan và nhân sinh quan của ông, khiến ông cảm thấy cấp bách phải làm một điều gì đó cho người dân nước Mỹ hay thậm chí cho toàn nhân loại. Vậy Chúa đã nói với Elon Musk điều gì mà khiến cho một tỷ phú công nghệ quanh năm chỉ biết đến ô tô, robot và tên lửa, nay lại có niềm tin mãnh liệt vào thế giới tâm linh đến như vậy? Vào một đêm của tháng 10 năm 2024, khi Elon Musk đang nghỉ ngơi tại nhà, ông đã có một giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ, ông thấy mình đang đi qua một khu rừng u ám, nơi tầm nhìn bị hạn chế và con đường phía trước dường như mờ mịt. Tuy nhiên, giữa không gian ngột ngạt đó, một hương thơm kỳ lạ xuất hiện nhẹ nhàng nhưng đầy uy quyền dẫn lối cho ông tiến về phía trước theo một luồng ánh sáng yếu ớt le lói. Tiến lại gần hơn, ông kinh ngạc phát hiện ra nguồn sáng ấy không ai khác chính là Chúa Giê-xu. Cuộc gặp gỡ với Chúa Giê-xu trong giấc mơ này đã tạo nên dấu ấn sâu sắc đối với Musk. Nó mang lại cho ông cảm giác ấm áp và an ủi như được bao phủ bởi một thế giới của tình yêu thương. Trải nghiệm phi thường này đã để lại dấu ấn không thể xóa nhòa trong Musk, làm sâu sắc thêm sự kết nối của ông với khía cạnh tâm linh và thúc đẩy ông xem xét lại niềm tin của mình. Nó như một lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng có những thế lực ngoài tầm với của thế giới vật chất nhưng lại có sức ảnh hưởng đáng kể lên cuộc sống của chúng ta. Trong cuộc gặp gỡ, Chúa đã truyền đạt những lời khuyên khiến ông vừa cảm thấy an lành vừa run sợ trước quyền năng vô cùng to lớn và huyền diệu. Chúa còn ban cho ông một vật phẩm quan trọng mà chi tiết về nó vẫn chưa được ông tiết lộ. Chúa đã nói với Musk rằng, con hãy nhớ phải sống hòa ái với mọi người, hòa thuận với anh chị em của mình và luôn giữ cho mình một trái tim lương thiện và ngập tràn tình yêu thương. Con phải làm việc và hành động thuận theo thiên ý và sống một cuộc đời đạo đức. Nói xong, Ngài lập tức biến mất trong một loại ánh sáng huy hoàng và vĩ đại nhất. Ánh sáng này chói lóa đến mức khiến tỷ phú công nghệ giật mình tỉnh giấc. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả những toan tính về sự nghiệp, danh vọng và tiền tài của vị tỷ phú này đều tan biến. Mới nhận ra rằng mọi thứ ông đạt được sẽ trở nên vô nghĩa nếu thiếu đi sự kết nối với những điều thiêng liêng và tình yêu giữa con người với nhau. Thêm mất, trải nghiệm này không phải chỉ là một giấc mơ mà là một sự chỉ dẫn. Từ giây phút đó, Musk cũng không còn nhìn thế giới bằng con mắt của một người chỉ tìm kiếm thành công về vật chất. Ông hiểu rằng những bước tiến vĩ đại trong khoa học và công nghệ chỉ là công cụ để xây dựng một thế giới con người thực sự được tự do và được sống đúng với giá trị của mình. Việc ông công khai ủng hộ tự do ngôn luận trong thời gian qua không chỉ là một hành động chính trị mà còn là lời đáp trả cho mệnh lệnh của Chúa bảo vệ quyền tự do và nhân quyền. Câu chuyện của Elon Musk không chỉ là hành trình của một tỷ phú mà còn là minh chứng về sự chuyển biến nội tâm sâu sắc. Từ một người đam mê công nghệ, ông đã trở thành biểu tượng của sự dấn thân cho những giá trị cao cả hơn. Giờ đây, dù phải đối diện với sự chỉ trích hay mất mát tài chính, Musk vẫn vững vàng. Ông không còn đơn giản chỉ là người đang thay đổi thế giới với những tên lửa và công nghệ trí tuệ nhân tạo, mà là một người đang thực hiện sứ mệnh cao cả hơn. Đó là sứ mệnh mà ông tin là được giao phó bởi Chúa. Tỷ phú công nghệ Mỹ cũng nói, chúng ta phải làm việc và hành động theo ý muốn của đấng sáng tạo, nếu không, có ngày chúng ta sẽ chẳng là gì cả. Tỷ phú Elon Musk nói, sự khai thị của Chúa không chỉ làm chấn động niềm tin của mình mà còn khiến ông dám đứng lên nói về trải nghiệm này trước công chúng. Điều này đã khơi mào cho một cuộc thảo luận lớn trên toàn cầu về mối liên hệ giữa khoa học và tôn giáo, giữa thực tế và thế giới vô hình. Musk bắt đầu nhìn nhận lại những mục tiêu và thành quả của mình. Ông không chỉ tiếp tục phát triển những dự án như Tesla và SpaceX mà còn bắt đầu suy nghĩ về việc kết hợp các giá trị đạo đức tinh thần và những công việc kinh doanh. Chẳng phải nó chính là thần tích mà đấng sáng tạo đã ban cho Musk và các cộng sự của ông hay sao? Chưa dừng lại ở đó, Chúa còn tiết lộ cho Elon Musk một lời tiên tri về sự kiện lớn sẽ xảy ra tại Hoa Kỳ vào cuối năm nay, dẫn đến một sự thay đổi lớn với xã hội và toàn bộ nền chính trị Mỹ. Elon Musk cho biết, muốn vượt qua những biến cố sắp tới đòi hỏi mọi người phải có tình yêu thương và sự tha thứ theo lời của thần linh. Sự thay đổi này nó có thể thay đổi toàn bộ tương lai của loài người. Sau cuộc gặp gỡ với Chúa, Elon Musk bắt đầu nhìn thế giới xung quanh mình bằng một lăng kính mới. Một lăng kính không chỉ dựa trên những tiến bộ công nghệ mà còn gắn liền với những giá trị tinh thần cao quý.
Ông không chỉ muốn khám phá không gian hay tạo ra những đột phá khoa học nữa, mà còn muốn làm điều đó với một tầm nhìn mới, một tầm nhìn về sự hòa hợp với con người và vũ trụ. Chúa đã cảnh báo Musk về một sự kiện khủng khiếp sẽ xảy ra vào cuối năm nay. Ngài tiên tri rằng nước Mỹ sẽ phải đối mặt với một biến cố lớn làm thay đổi mọi thứ. Lời tiên tri này đã nhanh chóng lan truyền, khiến nhiều người hồi hộp chờ đợi và lo sợ về những gì sắp tới. Nhưng đồng thời, Chúa cũng khả thị cho Musk biết rằng sẽ có những phép màu xảy ra trong thời gian tới. Nó sẽ chữa lành tâm hồn và thể xác cho những ai hoàn toàn tin vào thần. Chúa còn nói rằng chúng ta hãy tuân theo những quy tắc đạo đức, và rằng phải làm điều tốt không chỉ cho bản thân mình mà còn cho cả nhân loại. Con người không sinh ra đã được phục vụ mà là để phục vụ người khác. Câu nói này khiến Musk suy nghĩ sâu sắc về sức mạnh và quyền lực mà ông đang nắm giữ. Sau cuộc gặp gỡ với Chúa, Elon Musk không còn chỉ tập trung vào việc phát triển công nghệ mà còn muốn tạo ra một thế giới mà trong đó khoa học và đạo đức có thể cùng tồn tại và hỗ trợ lẫn nhau. Khi tiếp tục cuộc hành trình tinh thần của mình, Musk cảm nhận được rằng những gì chúng ta nhìn thấy chỉ là tạm thời, trong khi những điều vô hình mới là vĩnh cửu. Trong cuộc phỏng vấn, Elon Musk còn tiết lộ về việc viết một cuốn sách về mối liên hệ giữa những tiên tri trong Kinh Thánh và các sự kiện hiện tại. Cuốn sách này không chỉ đơn thuần là một lời chia sẻ trải nghiệm mà còn là một hành trình khám phá sâu sắc về cách mà những lời tiên tri từ hàng ngàn năm trước vẫn có thể phản ánh những biến động trong thế giới hiện tại. Như chúng ta đã biết, trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vừa qua, Elon Musk là một trợ thủ đắc lực của ông Donald Trump trong việc đánh bại ứng cử viên đảng Dân Chủ Harris trên đường đua vào Nhà Trắng. Trước đó, tỷ phú này cũng chi 44 tỷ đô la để mua lại Twitter vì cho rằng mạng xã hội này đã đưa thông tin bất lợi cho Trump trong cuộc bầu cử năm 2020. Đáp lại sự giúp đỡ của Elon Musk, Tổng thống đắc cử Donald Trump đã mời ông tham gia vào bộ máy chính phủ do mình điều hành với vai trò là người đứng đầu bộ hiệu quả chính phủ mới được thành lập. Vì sao Elon Musk lại ủng hộ ông Trump mà không phải là một ai khác? Lý do vì ông và Tổng thống đắc cử Mỹ cùng một niềm tin vào Chúa. Ông Trump suy sút trong những bài phát biểu của mình đều không dưới một lần nói rằng Chúa mới là đấng tối cao quyết định mọi thứ. Ngay cả lúc thập tử nhất sinh khi bị ám sát ở Pennsylvania, ông cũng thầm cảm ơn Chúa đã cứu mạng mình. Vậy nên ông tin rằng việc ông tái đắc cử lần này cũng là sự an bài của Chúa. Câu chuyện gặp Chúa của Elon Musk một lần nữa cho chúng ta thấy rằng rất nhiều người xuất chúng xưa nay đều có điểm chung là họ có một niềm tin tuyệt đối vào thần. Mọi lời nói và hành động của họ đều thể hiện ý chỉ của thần, vậy nên họ cũng sẽ được thần Phật bảo hộ. Con người ngày xưa đều tin vào thần Phật, tuy nhiên kể từ khi thuyết vô thần ra đời đã phá hỏng mọi thứ, nó khiến con người ngày càng viễn ly thần. Khi cái gốc đó đã mất đi thì điều ác nào họ cũng dám làm. Nếu những người vô thần không mau chóng quy chính bản thân thì có lẽ một ngày nào đó sẽ không còn cơ hội được thần cứu độ. Nhà khoa học vĩ đại Einstein sau khi dành cả cuộc đời của mình cho khoa học thì vào cuối đời ông lại có một niềm tin mãnh liệt vào thần khi nói rằng khoa học tối cao nhất của con người là do thần nắm giữ. Và khi được hỏi ông có thực sự tin vào Thiên Chúa không, Einstein đã trả lời như sau. Tôi không phải là người vô thần, tôi cũng không nghĩ là tôi theo người thuyết phiểm thần. Điều này quá rộng lớn so với trí óc hạn hẹp của chúng ta. Giống như đứa trẻ đi vào một thư viện rộng lớn chứa đầy sách. Đứa trẻ lơ mơ hoài nghi về trật tự bí mật trong cách sắp xếp các cuốn sách, nhưng vẫn không hiểu được trật tự bí mật đó là gì cả. Điều đó cũng giống như khi tôi bày tỏ quan niệm của mình về Thượng Đế. Chúng ta nhìn ngắm vũ trụ được sắp xếp một cách tuyệt diệu và tuân theo những quy luật này. Còn để hiểu thì chúng ta chỉ hiểu được một cách lờ mờ mà thôi. Thưa quý vị, quả đúng như lời Einstein nói, vũ trụ này quá rộng lớn và sự hiểu biết của con người chúng ta về vũ trụ cũng lờ mờ như những đứa trẻ vậy. Dưới mắt của các vị thần vĩ đại, những gì gọi là công cụ khoa học hiện đại hiện nay chẳng khác nào trò chơi con trẻ. Và nếu những công cụ này chẳng vì mục đích phục vụ con người thì rất có thể nó đã bị các vị thần giải thể từ lâu. Và đến đây cũng đã khép lại video ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Đoàn Thơ xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.